cấp cho bạn này đi. Thay xe xem thử nha anh em. Để trả lại cái ban cho anh em thấy nó rõ hơn. Rồi đúng em ơi. Bây giờ cả phía Lucy đã hoạt động trở lại. Bây giờ chúng tôi sẽ cho cái tăng vòng tua lên cao đôi chút. Rồi tôi cũng phải nghỉ nhậu thôi chứ sao giờ. Đây nha anh em lưu ý này. Xe flat này. Rồi đúng rồi em ạ, cũng hơi bị đuối đuối. Bây giờ là cảm biến oxy đã nhảy được trong giải là dưới 1V. Thì bây giờ chúng tôi đã phải thay một con ECMO khác để chia sẻ với anh em cho nó chính xác hơn. Lỗi về cái hệ thống của cái chắc có lẽ là phần mềm bên trong nó được phần cứng bên trong có vấn đề. Thì mới sinh ra như vậy. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra tỷ lệ A trên F. Rồi xin chào chú Lê Cường nhá. Và bây giờ chúng ta đã thay được con ECMO vào thử thì tỷ lệ hòa khí đã được đạt chuẩn 14,7/1. Rồi hôm nay làm cũng hơi trễ rồi, xin chào tất cả các anh em. Ở đây thì hôm nay là cũng bị lỗi ECMO. Thì bây giờ vào là tỷ lệ hòa khí được đạt được 14,7/1. May đấy là người ta gọi là nhất đồ nhì nghề, nên là chúng ta có đồ cái là chúng ta có thể tư vấn hoặc là chia sẻ ngay cho đến khách hàng hoặc là chia sẻ ngay đến cho tất cả các anh em. Bây giờ thì đã cảm biến oxy đã hoạt động lại rất là bình thường, trơn tru trở lại. Rồi xôi xin chào tất cả anh em nha. Trời hôm nay vẫn phải làm chú ạ. Chú Bình Xuyên ạ, đấy lính của chú bây giờ vẫn còn được cài đây. Nó đâu mất rồi? Trường đâu rồi? Ôi Trường đâu ta? Trường lớp ở trong đấy à? Đây, đường dắt xe, đường dắt xe. Ở đây thì buổi tối thì anh em vẫn còn làm, chắc kết thúc xong cái xe và xe bây giờ chúng tôi sẽ phải giao cái dòng xe Piezo. Rồi xin chào tất cả anh em nhá. Rồi chính xác. Xin chào chú Tèo Tây Ga. Rồi ok. Rồi giáp xe này vô đi em ơi. Rồi ok. Rồi tôi xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày làm việc, một buổi tối thì làm việc xong thì thoải mái bên gia đình và được luôn luôn hạnh phúc. Sài Gòn là cái tác phong công nghiệp nên là cũng không được sung sướng như những anh em ở vùng tỉnh thì cần có được cái thời gian nghỉ ngơi, còn chỗ bản thân mình thì sẽ phải làm việc liên tục. Rồi nghỉ rồi chứ em Tèo ạ. Ok ok. Rồi xin cảm ơn anh em. Bây giờ là anh em bắt đầu nghỉ giao đốt mấy xe cho khách hàng nữa là xong. Đấy, nhân ra đây chú nhìn thấy nó quá chưa. Thôi xin chào tất cả anh em nhá. Còn cái xe giao lốt, một hai cái xe giao lốt cho khách hàng nữa là xong. Rồi vâng, rồi xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Ở chỗ mình thì làm cũng rất là đông.
là anh em làm lai dai rất là nhiều. Ở đây cái áo vừa rồi mình đã đặt cái áo như này. Nên là anh em nào cũng vậy, nếu mà trên trung bình các bạn có tầm độ 3 người thợ thì chúng ta cần cho đặt có một cái áo như này thì nó sẽ là hay hơn. Thứ nhất là chuyên nghiệp hơn, thứ hai nữa là sẽ cái sự an toàn hơn mà khách cảm nhận thấy nó ok hơn. Thì anh em có thể là đặt bất đâu, nhưng mà anh em có thể là ghi rất là ngắn gọn như trung tâm bảo trì xe máy, tên của các anh em, rồi các logo các hãng Honda, Yamaha. Chỗ tôi thì đáng nhẽ là tôi để dưới đây là cái vấn đề số điện thoại là xong, nhưng mà do là trên đây nữa là chúng tôi là trung tâm đào tạo hệ thống phun xăng điện tử nên là tôi phải để thêm ở đây đôi chút. Rồi xin chào tất cả anh em, rồi xin cảm ơn chú Húc nha.